vợ chồng với nhau không vừa ý chỗ nào, góp ý ngay. Đừng cho qua lúc ấy, sau lại nhắc lại làm gì. Ở bên nhau là để cùng nhau tốt lên, thấy người kia sai thì bảo, còn thấy chấp nhận được thì cho qua. Đừng giữ lại trong lòng những khó chịu bực bội, làm chi cho mệt người. Vợ chồng với nhau làm sao tránh khỏi những lúc sai lầm. Biết bao dung cho nhau thì đời nhẹ nhàng, hơn thua nhau từng chút một thì cuộc sống u ám nặng nề. Sướng hay khổ là do mình chọn, đừng đổ tại số. Vợ chồng với nhau, việc lớn việc nhỏ cũng cần chia sẻ bàn bạc. Đừng giấu giếm người kia rồi lại sinh cãi vã. Đừng nghĩ vợ không cần biết việc lớn, chồng chẳng phải nghe những việc còn con. Muốn không cãi vã nhiều thì nên chia sẻ để thấu hiểu. Vợ chồng với nhau, gặp được nhau là do cái duyên, đến với nhau là do phận. Nhưng ở bên nhau dài lâu hay không là do tự thân mỗi người.